Kênh bất động sản Phan Hảo Bà Rịa Vũng Tàu. Mến chào quý cô chú anh chị cùng các nhà đầu tư. Hôm nay em đang có mặt tại trung tâm thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha quý anh chị. Đó, khu này là khu tái định cư cây quéo nha. Đó, sát với quốc lộ 55 luôn. Đó, nói chung cách quốc lộ 55 là tầm 200m cho quý anh chị. Đó, khu này khu tái định cư, dân cư ở kính hết rồi nha quý anh chị. Đấy, đường mình là đường 10m đây. Đó, hôm nay em có cái sản phẩm này nha quý anh chị. Đó, là ngang 5. Đó, dài 18m nha quý anh chị, full thổ cư luôn nha. Ba mặt tiền luôn nha quý anh chị. Đấy, đất mình là ba mặt tiền luôn nha. Đó, phía sau có đường đi nè. Đó, bên trái cũng có đường đi nè. Đó, sát cái vách nhà này luôn nha. Đấy, đất mình là full thổ cư luôn nha quý anh chị. Ngang 5m rưỡi, dài 18 nha. Đó, ba mặt tiền nha quý anh chị. Giá là 1.650 quý anh chị nha. Đó, quý anh chị nào thích lô đất này ngay trung tâm huyện Long Điền thì alo cho em nha. Đấy, dân cư là ở đông đúc hết rồi nha quý anh chị. Đó, đất mình, lô đất mình là ba mặt tiền luôn. Đó, full thổ cư luôn nha quý anh chị. Đó, quý anh chị nào thích lô đất này thì liên hệ cho em nha. Để em quay sơ cái bản đồ cho quý anh chị xem nha. Đất mình là ngay trung tâm luôn. Đấy, ba mặt tiền luôn. Rất là thoáng mát luôn nha quý anh chị. Đây là các nhà cao lên mấy tấm nên là rất là mát luôn. Đó, rồi quay sơ bản đồ cho quý anh chị xem nha. Đây là vị trí đất của mình nha quý anh chị. Đây, mình sát với quốc lộ 55 này. Đây, đường quốc lộ 55 này. Đó, cách mấy chục mét là tới quốc lộ 55 nha. Đây là Bùa Công Minh này. Đó, và vị trí. Nói chung là mình rất là gần thành phố Bà Rịa này. Đây, cách thành phố Bà Rịa tầm 1.5 cây số nha quý anh chị. Nói chung mình đi biển cũng gần nha quý anh chị. Đây này, mình xuống biển chắc tầm 7-8 cây nha quý anh chị. Đó, quý anh chị nào thích liên hệ cho em nha.